làm liên tục như thế. Với động tác này chúng ta sẽ cùng quay tròn với nhau nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Ngược lại thì để hướng lên mặt lại. Tổ hợp thứ hai, chúng ta sẽ cùng đưa chân lên trước và bước trước sau, trước sau. Chúng ta sẽ cùng đi lên nhé. Đi lên. Rất tốt. Và sau đấy chúng ta sẽ kẹp vai lắc xuống, đi xuống. Tổ hợp này sẽ cùng bước tiếp là chúng ta sẽ mở tay ra để đi ra cầm cái điểm. Chúng ta sẽ đưa chân trước, ấn xuống, đồng thời tay chạm xuống, đưa lên, ra sau, 1, 2, 3 và 4. Tổ hợp thứ ba, chúng ta sẽ cùng nắm chắc tay lại, cùng với chân đưa sang ngang, chúng ta sẽ đẩy hông và tay sang cùng một bên. 3, 4, 5, 6, 7. Với động tác này chúng ta có thể chuyển tay ra sau. Rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay tròn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Tổ hợp thứ tư, chúng ta sẽ cùng đưa chân lên trước giống như tổ hợp đầu. Chỉ khác một chút, chúng ta sẽ check lên trước. 1, 2, 3, 4. Trước, sau. Đây là động tác cơ bản và sau đấy chúng ta sẽ cùng kẹp theo tay nhé. Và giống như thắt váy, tung váy lên. Rất tốt. 5, 6, 7 và 8. Nào, và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài tập này cùng với các vận động viên đẹp của Lazada nhé.